ngày 14 tháng 1 năm 2020, HRW, Human Rights Watch, tạm dịch là tổ chức theo dõi nhân quyền, đã ra cái gọi là Báo cáo Thế giới 2020, điểm lại bức tranh nhân quyền của khoảng 100 quốc gia. Phần nói về Việt Nam, báo cáo này viết, năm 2019 là một năm tàn bạo đối với các quyền tự do căn bản ở Việt Nam, khi chính quyền kết án tù ít nhất 30 nhà hoạt động và bất đồng chính kiến. Đây không phải là lần đầu tiên tổ chức HRW đưa ra những thông tin không chính xác, xuyên tạc, bịa đặt và không có cơ sở, không phản ánh đúng bức tranh về tình hình nhân quyền của Việt Nam. Còn nhớ trước khi đưa ra bản báo cáo này, HRW đã rất nhiều lần đòi trả tự do cho những đối tượng vi phạm pháp luật hình sự ở Việt Nam, đã bị xử lý đúng người, đúng tội mà tổ chức này cho rằng họ là những nhà dân chủ, nhà hoạt động nhân quyền. Một điều hết sức phi lý mà không có một quốc gia độc lập, tự chủ nào chấp nhận điều đó. Bởi hành động đó là hành động trắng trợn, can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia, một hành động vi phạm nghiêm trọng công ước, các nguyên tắc quốc tế. HRW biết rõ điều đó, nhưng tại sao họ vẫn làm? Họ có ý đồ gì trong đó hay không? Để hiểu rõ hơn vấn đề, chúng ta cần phải biết tổ chức theo dõi nhân quyền HRW là ai, từ đâu đến. Chúng tôi xin điểm qua một số thông tin liên quan đến tổ chức này để quý khán giả có thể hiểu rõ bản chất. Tổ chức HRW là một tổ chức phi chính phủ được thành lập năm 1988 trên cơ sở hợp nhất tổ chức Helsinki Watch do Robert Bernstein thành lập năm 1978 với mục đích giám sát Liên Xô bằng cách thu thập tư liệu liên quan tới việc Liên Xô thực hiện quy ước của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, hỗ trợ các nhóm bảo vệ nhân quyền tại nước này. Một số tổ chức quốc tế khác có cùng tôn chỉ, mục đích nghiên cứu và cổ vũ cho phát triển nhân quyền. Nói là chuyên nghiên cứu và cổ vũ cho nhân quyền, nhưng nhìn vào những hoạt động của tổ chức phi chính phủ HRW, người ta không khó để nhận ra tổ chức này đã và đang lời nói không đi đôi với việc làm, ngày càng xa rời, thậm chí đi ngược tôn chỉ, mục đích. HRW thường xuyên lợi dụng nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước. Nhiều quốc gia trên thế giới đã cáo buộc tổ chức phi chính phủ này chịu quá nhiều chi phối từ chính phủ Hoa Kỳ, hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích. Chẳng hạn, Liên bang Nga đã nhiều lần chỉ trích HRW về những động thái tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, tạo cớ can thiệp vào những vấn đề nội bộ của nước này. Tương tự, do có những hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các quy tắc cơ bản của quan hệ quốc tế, cũng như can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, nên chính phủ nước này đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với HRW. Không phải ngẫu nhiên mà trang web của HRW lại bị cấm hoạt động tại Thái Lan. Chính phủ nước này buộc phải làm điều ấy là vì thông qua trang web này, tổ chức HRW thường xuyên đội lốt theo dõi nhân quyền để tuyên truyền xuyên tạc, tán phát những nội dung thông tin sai lệch, kích động, vi phạm các quy định về an ninh quốc gia của họ. Ngoài ra, HRW còn bị nhiều quốc gia như Đức, Cuba, Sri Lanka, Triều Tiên, Ethiopia, Syria chỉ trích, phản đối với những nội dung và mức độ khác nhau vì đã can thiệp làm phức tạp tình hình, gây khó khăn cho việc bảo đảm nhân quyền ở các nước này. Không là ngoại lệ, HRW đã nhiều lần đưa ra những thông tin thiếu khách quan, không chính xác, mang tính xuyên tạc, phủ nhận thành quả, bôi nhọ bức tranh nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng việc làm mang dụng ý xấu của HRW ít nhiều khiến cộng đồng quốc tế hiểu chưa đúng về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Có thể thấy, HRW đã lộ nguyên hình là con rối, đội lốt thúc đẩy nhân quyền, phục vụ cho mục tiêu chính trị của một thế lực đen tối. Trước những thông tin bịa đặt, xuyên tạc mà tổ chức HRW đưa ra, chúng ta cần khẳng định rằng xuyên suốt quá trình xây dựng, phát triển của đất nước, Việt Nam đã và đang đạt được những tiến bộ vượt bậc trong việc tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người. Sự nỗ lực trong cố gắng của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người những năm qua, đặc biệt trong năm 2019, được bạn bè quốc tế ghi nhận. Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam được chọn là nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2. Sự kiện này đã chứng tỏ sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế về vai trò của Việt Nam trong vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn, giữ gìn hòa bình trong khu vực và thế giới. Việt Nam lần thứ 3 đăng cai tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vơ Sắc 2019. Đây là bằng chứng sinh động khẳng định chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đại đoàn kết tôn giáo và đoàn kết dân tộc ở Việt Nam.
với việc trúng cử ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Việt Nam đang đóng góp phần tích cực cho hòa bình và an ninh quốc tế, trong đó có việc thúc đẩy nhân quyền. Việt Nam là khách mời của Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, chứng tỏ sự ghi nhận của quốc tế về những nỗ lực của Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Rõ ràng năm 2019, Việt Nam tiếp tục trở thành tâm điểm của thế giới về những thành tựu đối nội, đối ngoại nổi bật. Thực tiễn sinh động ấy đã bác bỏ hoàn toàn những nhận định hồ đồ, vô căn cứ về Việt Nam mà HRW bịa đặt trong báo cáo thế giới 2020. Chuyện về HRW còn dài, không chỉ có trong báo cáo thế giới 2020, mà trong thời gian tới, tổ chức phi chính phủ với cái tên gọi là theo dõi nhân quyền này còn nhiều chiêu trò khác nữa với những cái nhìn phiến diện, những luận điệu vô căn cứ, xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Cuối cùng, thay lời kết, chúng ta cần phải tỉnh táo, cảnh giác và sáng suốt nhìn nhận những chiêu trò của HRW, dù có tinh vi, xảo quyệt tới đâu đi chăng nữa, cũng không thể đánh lừa được người dân Việt Nam và càng không thể phủ nhận hoặc làm lu mờ những thành tựu nhân quyền của Việt Nam đã được bạn bè quốc tế ghi nhận. Chúng ta tự hào về điều đó.